Ok, để xe anh chạy ra. Chú quay lại hả? Đứng trước là quán cô ma, cho ông không biết nhà cô ma giờ. Ủa, không, nó không phải là em hả? À, à, à. Cô ma qua Mỹ làm môi trường thứ. Bà ở định cư bên đó luôn là mà. Định cư đó hả? À. À. Ở chồng luôn hả? Hay chồng không, đó? Chồng không, chồng qua về. Đó rồi đó. Ông còn nhà khách sạn bên đây. Cô bà nội ma ở đây hả? Dạ. Chạy lông ra đó, ra nguồn cổng tiếp đó đi. Quỳnh nó chạy ra cổng đi. Thôi chị Quỳnh lại. Quỳnh ra khỏi chân mai đó, có chân Quỳnh đó hả? Đó, đó. Đó cái biển chân mai nghe núi đẹp lắm. Ừ, bóp chạy ra nguồn cổng chân mai luôn đi bóp. Chạy luôn đó, nguồn cổng chân mai à, chị Quỳnh chạy luôn à. Ừ, chạy luôn đi. Kêu chạy luôn đi. Đó, mà có cô ma mà dẫn đi đi mấy cái resort. Ở đây với bà già rồi. À, ra chào thuyền không? Nó nuôi ra ngoài kìa. Covid á, mùa nó chết hết trời. Ờ, không có khách. Ở khách sạn không có khách. Con đỡ phải gửi tiền về để trang trải. Nhiều nhỏ gan. Lần trời. Cũng nghĩ đang mẫn loạn giật cái này mai. Ngư vần à. Cái này họ cho mình ra giận à. Xin phép. Nhà nước đồng hòn chứ nhà nước vậy đó. Nhưng mà cái quán là quán tư hay quán nhà? Tư. Tư. Giám đoạn thì giận đất nhà nước. Cái này cũng nhà nước. Chứ đâu phải muốn giận thì giận lên. Ờ, xong mấy đợt mà đi đi tắm nó suối vậy đợt vô tôi nhớ đứa mua đi thôi nhưng giờ mình cũng đi lần nào đi sang cái nhớ đi cái đi đi ra suối voi à suối voi không suối chi sang cái ra cái đi quận trị đó đi đi núi đi đi chơi đi chi quay nào đi chi mà quận trị mà thoát á đi đọc phong nha à đọc phong nha Thanh Tâm thì sợ mà mà một cô mà ra nó phải dẫn đi mấy vì sọc đẹp lắm mà nữa là mùa này có cái lò gù no đi nào mới qua lại lò gì cái đi sọc lò gù no á ừ mà nó đặt bỏ được dỗ mình như bao nhiêu phần trăm á mà cô ma thank you.
biển Chân Mai hay là cỏn Chân Mai? Cỏn Chân Mai. Cỏn Chân Mai. Ủa là ông Phúc rồi, ông Phúc là cỏn Chân Mai hay biển Chân Mai? Cỏn Chân Mai. Mùa nến bắn dầu dừa nhiều. Ủa anh chợ tràm. Chợ tràm để làm gì ta? Xúc dèm bé. À à.